Eu bati o xe ngay phía sau tôi ngay bây giờ chỉ có 900 chiếc trên thế giới thôi ạ. Trong đó lại có 63 chiếc riêng rất xị. Chỉ có những hãng siêu xe, hãng xe siêu sang thì mới có những sản phẩm như vậy. Vâng, Lamborghini Aventador SVJ chỉ có 900 chiếc trên thế giới. Ngay bây giờ chúng ta hãy xem, hãy ngắm nghía con xe này nhá. Đây, các bạn hãy cùng tôi ngắm mẫu xe này. Có chỉ có 900 chiếc mà thôi. Chỉ có 900 chiếc trên thế giới mà thôi. Tại sao lại chỉ có 900 chiếc như vậy? 900 chiếc hướng tới sự vận hành, cái đặc tính vận hành cực kỳ cao. Và mẫu xe này đã được bán rồi. Chính vì vậy tôi sẽ không chui được vào khoang xe bởi vì đã khóa cứng rồi. Để bởi úi giời. Rồi, Aventador có thể nói là thiết lập những cái chuẩn mực mới về hiệu năng vận hành, tốc độ và cảm xúc khi cầm lái. Và cũng xin thưa với các bạn, mẫu xe này đã giữ kỷ lục xe thương mại nhanh nhất trên trường đua Nürburgring với thời gian là 6 phút 44,97 giây và đã đánh bại kỷ lục ra do Porsche 911 GT2 RS thiết lập lên. Có 900 chiếc SVJ được sản xuất trên thế giới, trong đó có 63 được sản xuất giới hạn. Để nhớ lại cái năm thành lập của thương hiệu 1963. Phiên bản S63 thì SVJ 63 sẽ có nhiều chi tiết làm bằng carbon hơn. Có thể nói những chiếc xe, những chiếc siêu xe, nếu như những chiếc xe siêu sang thì thiên về trình độ chế tạo thủ công bậc thầy, với da, với gỗ, với kim loại, với những đồng hồ, thì những chiếc xe siêu sang lại đọ về hiệu suất vận hành, về công nghệ khung gầm, nhôm nhiều, carbon nhiều, vân vân. Đấy, khá là đối lập phải không ạ? Cái sự đặc biệt nhất trên cái mẫu xe Aventador SVJ này ấy, thưa bạn, đấy chính là hệ thống khí động học ALA 2.0 và cái cánh đây, cái cánh gió có thể điều khiển đây này, đấy, cánh nước gió đây này. Và các bạn có thể thấy thiết kế thì siêu khí động học rồi, nhìn nó rất là khủ khoằm, nó có gì đấy như xe của tương lai. Cái kính là cái cánh này nó có thể điều khiển được nha các bạn, điều khiển điện khi mà vào cua ấy, kết hợp với cái cánh lướt gió phía sau đều điều khiển bằng điện, thì nó sẽ tự động điều khiển khi mà các bạn vào cua ở tốc độ cao. Nó có thể dùng như cái cơ cấu cánh lái, cánh gió của máy bay. Nó sẽ tự động điều chỉnh để ép xe xuống mặt đường. Đây, động cơ này. Wow. Ôi, động cơ V12 nạp khí tự nhiên thưa các bạn. Trông nó như một con quái thú thì đúng hơn. 770 mã lực. Vòng tua tới 8.500 vòng phút. Vòng tua quá cao luôn. Và mô men xoắn cực đại là bao nhiêu ạ? Mô men xoắn cực đại là 720 Nm nhé. Nhưng mà cái trọng lượng này này, cái trọng lượng của mẫu xe này ấy, nó chỉ nặng khoảng 1 tấn rưỡi thôi, các bạn có hình dung được không? 1 tấn rưỡi. Và cái tỷ lệ trọng lượng trên công suất là 1,98 kg trên HP. Đây là một kỷ lục, có thể nói là một kỷ lục về công suất. Và thưa bạn, siêu xe thì chúng ta sẽ đọ về cái thời gian tăng tốc. Thời gian tăng tốc thì mẫu xe này tăng tốc từ 0 đến 100 km/h. Xin thưa bạn, 2,8 giây. Tất cả những mẫu siêu xe chỉ được liệt vào hàng siêu xe khi mà tốc độ tăng tốc từ 0 đến 100, khi mà thời gian tăng tốc từ 0 đến 100 km/h là dưới 3 giây. Nhớ là 0 tới 100 km/h chứ không phải 0 đến 60 m phút nhá. Đó. Và cũng chỉ mất 8,6 giây để tăng tốc từ 0 đến 200 km/h. Và nói về siêu xe thì chúng ta sẽ nói về động cơ, về khung gầm. Còn tất cả những trang bị tiện nghi thì bây giờ thì nó quá đơn giản rồi.
những siêu xe triệu đô trang bị cái đấy, bỏ ra hẳn 100 ngàn, 50 ngàn để mà trang bị thì thoải mái luôn. Nhìn cái hệ thống phanh của Lamborghini. Đó. Chỉ riêng hệ thống phanh gốm carbon này thôi, nó là cả một sự khác biệt. Thậm chí hệ thống phanh này nó có thể đắt ngang, thậm chí đắt hơn một mẫu xe hạng trung. Mình không biết là cụ thể giá nó bao nhiêu cả, nhưng khả năng tiền tỷ là có thật. Với một cái động cơ khủng khiếp như thế vậy, thì cần một cái hệ thống phanh cũng rất quan trọng. Hệ thống phanh đủ mạnh để kìm hãm. Các bạn cứ hình dung là những chiếc máy bay phản lực khi mà đáp ở những cái tàu sân bay ở biển, thì để dừng lại nó cần một cả hệ thống dù. Thì đối với cả những chiếc siêu xe này không có dù thì phải một hệ thống phanh rất mạnh đây. Riêng cái công nghệ về bắt các cái phần bánh xe nhá, phần bắt này nó là cả một sự đặc biệt luôn. Bởi vì với một tốc độ khủng khiếp như Lamborghini thì nếu như chạy tầm 200, hơn 200 mà hình dung chiếc bánh này bay ra thì ôi thôi, sẽ không còn gì hết. Và hệ thống phanh các bạn có thể thấy, ngoài cái calip phanh chính này nhá, còn có cả thêm cái phụ này. Cái sự đặc biệt trên cái mẫu xe này là hệ thống khí động học rồi, hệ thống động cơ rồi, nhưng hệ thống lái là dẫn động 4 bánh. Hệ thống lái 4 bánh, xin lỗi các bạn, hệ thống lái 4 bánh. Và Aventador SVJ là một hệ có thể nói là một siêu xe tập trung vào người lái, và nó phát huy tối đa cái hiệu năng. Và hệ thống lái thì Drive Mode thì có 3 chế độ: Strada là lái đường phố, Sport là thể thao, và Koza là vào trường đua. Tùy chọn Eco thì cho phép người lái cá nhân hóa. Giờ nó khá giống như chức năng Individual trên những cái mẫu xe mẹc ạ. Trên cái bảng đồng hồ kỹ thuật số trong xe đây này. Xin lỗi các bạn, cửa bên xe không mở ra được, cho nên là sẽ không quay kỹ phía bên trong được. Thì đó, bạn có thể thấy này, có tích hợp Apple CarPlay, có rất đơn giản mà, rồi sạc không dây vân vân. Cái option đó thì quá đơn giản trên những cái siêu xe này, có tiền là đưa vào thôi. Chi tiết ra Alcantara của carbon này. Đối với siêu xe thì cứ tính giá bằng carbon thôi. Carbon đắt lắm. Mình không biết giá mẫu xe này tại thị trường Thái nó là bao nhiêu cả, nhưng mà giá ở châu Âu nó khoảng 350.000 €. Ở Mỹ thì nửa triệu, không biết về Việt Nam thì chẳng biết là bao nhiêu cả. Ôi dồi ôi, kìa, hộp gió bên cạnh. Siêu xe của Ý. Siêu phẩm thì đúng hơn. Riêng hệ thống khí động học của mẫu xe này nó là cả một công trình về khí động học, một công trình nghiên cứu. Cầm lùi toàn cứ carbon thôi. Động cơ khung gầm, thân vỏ, hệ thống treo, hệ thống phanh, carbon, hệ thống khí động học là những thứ đắt giá nhất trên những cái mẫu xe, mẫu siêu xe thể thao.